Mọi người thấy nước là nước trên núi đổ xuống rồi. Cỡ này thôi mà. Mọi người thấy cái khu vực nó như nào? Rồi, kính thưa tất cả mọi người, anh em đoàn của Lực Tàng hôm nay sẽ đi khoảng 100 km để lên vùng núi khu dân tộc đồng bào để cứu trợ đồng bào trên đó nha mọi người. Xe chở hàng đã đi phía trước là chở quần áo cũng như gạo, mì tôm các thứ. Anh em sẽ đi một chuyến rất là xa, dự kiến sẽ khoảng tầm cỡ mất 2-3 tiếng đồng hồ mới lên đến nơi nha mọi người. Đường xá đồi núi rất là nguy hiểm, chập trùng. Thì mọi người cùng đồng hành với anh em Lực Tàng nha. Tại bây giờ anh em của Lực Tàng đã đi đến huyện Khe Sanh, đến Khe Sanh, thị trấn Khe Sanh nha mọi người. Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Và đang còn cách khoảng 20 cây nữa mới đến cái khu vực mà anh em Lực Tàng trao quà nha mọi người. Đó, đây là cái tượng đài, là cái cột mốc ở bên dưới để Lực Tàng quay lại cho tất cả mọi người biết. Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị. Vào một cái khu núi đồi tút ở trong kia mọi người. Đi đồi núi chập trùng nhìn vui lắm, đẹp lắm. Đó, anh em bữa nay lại lên núi. Trên núi thì lũ lụt nó quét nó sạt lở đó mọi người, cho nên là lên đó để giúp đồng bào người dân tộc ở trên đó nha mọi người. Thì phía trước tất cả mọi người là cái bản cửa khẩu Lao Bảo cách 20m nữa nha mọi người. Cửa khẩu Lao Bảo là từ Quảng Trị là đi qua cửa khẩu đó là đến Lào nha mọi người. Anh em sẽ xuyên đến đó đó, cho nên là chặng đường đi rất là ngoằn ngoèo và cong co, đồi dốc thì hiểm trở. Mọi người thấy không, có cái bản cửa khẩu Lao Bảo đó mọi người, 20km đó. Thành đi thẳng về hướng bên này là Đông Hà nha mọi người, đông thành phố Đông Hà 63 km. Đoàn anh em Lực Tàng đi hướng này và cũng thấy là rất là nhiều đoàn vào trong khu vực đó rồi mọi người ạ. Nhưng mà không biết có đến khu vực của anh em Lực Tàng xuống không nha. Thì sáng giờ Lực Tàng đi là rất là nhiều đoàn vô đây rồi, tại vì khu trong này là toàn người dân tộc đồng bào không nha mọi người, nên là rất cần được sự giúp đỡ. Đi sâu vào tút trong kia, hướng đó là vào cái khu vực mà 22 người bị vùi lấp bởi sạt lở đó mọi người. Đó là cái khu đó là toàn người dân tộc thiểu số không á. Bây giờ anh em sẽ thẳng tiến vào cái hướng đó nha mọi người. Sạt lở đường. Ồ, mình đi thuận tiện quá nhỉ, nắng ấm này. Xong xuôi khi nào về khi đó cũng nôn nao gì hết, từ từ sống hết. Xe mình đèn sáng mà đâu có sợ gì, bụi vàng này đâu nó mệt người. Không, hiện tại nhóm của Lực Tàng đang đi vào khu Hương Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị, nơi gần
nơi chỗ mà 22 chiến sĩ bị vùi lấp đó mọi người. Gần đến rồi nha. Xe hàng đã đến nơi trước rồi. Và anh em đang tiến thẳng về khu vực trao quà cho người đồng bào dân tộc. Mọi người thấy khung cảnh hoành tráng không? Đẹp ha. Rất là thơ mộng và hùng vĩ. Đến đây Lực Tàng cứ nghĩ như là đang ở nơi cái khu vực Tây Bắc đó mọi người. Nhưng mà không phải, ở đây là nó giáp ranh với Lào mọi người, cách Lào khoảng tầm cỡ chục cây nữa là qua đất Lào nha mọi người. Đất nước Lào ấy, xinh đẹp. Nước Lào cũng giống nước ta, cái cửa là để đi ra đi vào, mà nước ta cũng giống nước Lào, cái cửa là để đi vào đi ra. Nước Lào trong phòng cũng thiếu à. Đường nó hẹp. Cái đường này nó khó đi hơn nào cả. Rồi thứ hai là nó cũng hiện kệ cái đồ nghiêm. Ở đây cái đèo này nó còn dài hơn đèo cả nữa. Đèo cả là chỉ có 15 cây số quanh co thôi, ở đây là quanh co mấy chục cây, 30 cây luôn. Tức là cái đồ nghiêm nó có tính toán rất chắc vậy. Còn có những cái rễ cây nó tiết ra độc tố cao. Đúng rồi. Cho nên mình không nên uống, gọi là dừng riêng cũng rộng. Đường là cong keo giống như thế là hình chữ S. Cứ chữ S thì S nó nhau. Nó hết cái núi này nó qua cái núi kia đó. Nó chạy vòng vòng lên núi xong rồi nó xuống. Ôm chua theo núi. Cua theo cái núi thôi. Cua theo vách núi. Chân núi. À những cái nón con bên Úc một hang đó. Mình đi theo cái bia chừng nón á. Đúng rồi, cái bia nó tới đâu mình phải đi tới đó thôi. Đây sạt lở đã được dọn hết rồi nha mọi người. Trước kia là sạt hết rồi kìa. Đấy, mọi người thấy sạt không? Đá sạt xuống đất, sạt xuống phải lấy đá đổ lên đây để đi nè mọi người. Xe ta bon bon trên dặm đường. Lắc lư lắc lư. Khung cảnh ở đây rất là đẹp nhưng ngồi trên xe quay nó hơi mờ mọi người. Xuống mà quay rất đẹp. Tí nữa lên trên kia Lực Tàng sẽ quay cho tất cả mọi người cùng thấy toàn cảnh thơ mộng hữu tình hùng vĩ. Vách núi treo leo thác chảy róc rách, chim kêu vượn hú. À đằng trước có đoàn cứu trợ không ta? Chỉ có xe hơi vô đây là chỉ có đoàn cứu trợ thôi. Sao xe hàng đi được mà xe mình đi được? Cho xe này qua để họ mình mới qua đấy. Khả năng họ ra hiểu cho mình dừng lại cho xe kia qua được đấy, phải không? Ở trên nó sạc nữa à? Có mưa đâu mà sạc? Xuống nó phải hỏi thăm nó thôi. Hỏi thăm tình hình các anh chiến sĩ đang đứng canh gác giữa đường. Đây là lý do vì sao lại không cho anh em được hàng đi. Để xuống coi cho mọi người. Chắc đây nè, cảnh núi non hùng vĩ mọi người. Phía trước đang bị vướng cái gì cho nên anh em phải dừng lại nha mọi người. Núi nè. Đi sáng giờ là gần 100 cây rồi mọi người ạ. Có đoàn xe đi qua hả anh? Đoàn cứu trợ hay là xe gì vậy? Đoàn kiểm tra. Kiểm tra hả? Chỗ này mới sạt xong chắc mới dọn được nữa đúng không anh? Dạ. Đường rất khó đi mọi người ạ. Nó quanh co. Và có nhiều chỗ bị sạt lở. Đây là nước đang chảy ào ào đâu về mọi người. Trên suối, trên núi chạy về nè. Vậy chưa? Trời hôm nay anh em Lực Tàng đi thì lại ưu đãi được cho anh em Lực Tàng rằng là trời lại nắng chứ lại không mưa, thì sáng giờ lại không mưa, may lắm mọi người ạ. Đó mọi người thấy nước như thế này nè. Không biết họ làm gì phía trước kia mà xe rất là đông và nước thì đang chảy về, chắc có khả năng là người ta đang dọn đường để đi mọi người. Nước rất là nguy hiểm. Hiện tại hướng đi của anh em Lực Tàng là xin vào qua quả núi này. Đi tu lên đây. Là vô một cái ngôi làng. Cái ngôi làng đó nó rất là xa. Không biết là có đoàn cứu trợ nào vô hay chưa. Và nó gần ngay nơi cái khu vực mà
22 chiến sĩ bị vùi lấp đó mọi người. Là nó gần ngay đó. Thì là trong đó có một khóm nhà khoảng 250 hộ. Thì hôm nay anh em Lục Tàng vô đó là trao 250 hộ ở trong đó. Đó mọi người thấy nước chảy ghê không? Thì nó cách thì xã Quảng Trị khoảng 100 km đi về hướng Lào mọi người. Thì cách Lào khoảng 5-6 cây số, tức là người dân ở đó là giáp ranh với biên giới của Lào mọi người. Cửa khẩu Lao Bảo á, giáp ranh với biên giới của Lào. Anh em đi lòng vòng thì sáng giờ là chưa đến nơi. Và đang bị vướng cái đoàn xe đằng trước này, là đoàn gì đây? Đang làm gì đây? Kia chỗ và đúng rồi. Tức là cũng nó có lượng thanh lý một số có lượng không? Đây là đoàn kiểm tra liên ngành hay đoàn kiểm tra gì đây mọi người ạ? Kiểm tra cái gì đây chú? Đang bị sạt cái gì dưới đó hả? À, bị sạt lở. Đúng luôn mọi người, đang bị sạt lở dưới. Để xuống quay sạt lở cho mọi người xem nhá. Ở đây là đồi núi cho nên là cái chuyện sạt lở ra là nó xảy ra rất là thường xuyên nha mọi người. Rất là nguy hiểm. Xe cộ đi lại rất là nguy hiểm. Đây, phía trước bị sạt, hèn như nước chảy ầm ầm đi mọi người. Cái xe hàng lúc nãy không biết có đi được chưa mà bây giờ là không thấy xe hàng ở đâu. Xe hàng chạy trước mà. Nước ở trên núi trên kia đang đổ về và sạt lở xuống cái đường này nha mọi người. Khả năng là không biết xe có qua được không đây. Thì đoàn kiểm tra, đang quay phim đằng trước nè mọi người kìa. Đấy. Ở đây là cách huyện Hướng Phùng, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, khoảng 10 km nha mọi người. Đó. Cũng có đoàn liên ngành về đây kiểm tra và đang quay phim chụp hình đằng trước kìa. Nghe thấy nước kia không? Nhưng mà phương án là bây giờ thế là tiếp tục rồi ta? Tiếp tục rồi bắn cái đéo thôi. Trước cũng có đoàn quay phim này, quay phim phỏng vấn người dân sạt lở rất là mạnh mọi người. Có thể mình là không an toàn. Mọi người nhìn phía trước cảnh đẹp không mọi người? Đẹp không? Đây, sạt kiểu này thì ngay con đường này luôn mọi người. Hy vọng là xe sẽ đi qua được nha mọi người. Huy động máy móc về đây đi. Nước chảy rí rách ở đây này. May mà anh em đi bữa nay có thể là đi được nha mọi người. Cách đây mấy hôm đâu đi được. Hả? Cách đây mấy hôm đâu đi được. Không bao giờ đi được. Đường mới được dọn xong rồi. Đã được dọn dẹp. Mọi người thấy nước là nước trên núi đổ xuống rồi. Cỡ này thôi mà. Mọi người thấy cái khu vực nó như nào? Thì xin là làm sao? Anh bên đài VTV1 anh. Đây gặp được hai anh bên VTV1 luôn mọi người ạ. Này rất là tuyệt vời. Đấy, đài VTV1 về đây phỏng vấn và quay lại những cái thước phim để cập nhật cho mọi người đó. Vô tình bữa nay gặp được anh em Lục Tàng luôn. Thấy không?
nước chảy. Đồi núi thì hùng vĩ luôn mọi người ạ. Hy vọng là chỗ này là đường sẽ xe sẽ qua được nha mọi người, sợ không qua được đây chứ. Chứ qua được không đây? Chắc là qua được mọi người ạ, tại dưới bây giờ là nó rải đá cọc vậy nè mọi người nè, là khả năng qua được. Nè, khung cảnh rất là hùng vĩ. Chờ đoàn khi đi thì chắc xe mình lên được nha mọi người, chờ đoàn khi đi là xe mình lên được. Ngay cái góc này luôn. Xe này đi được là xe mình đi được nha mọi người. Đã yên tâm rồi, đã đi được. Tiếp tục. Thì đọc một cái máy múc về đây là múc đi. Được tàng đến đây ngất ngây với lại cái khung cảnh của núi non hùng vĩ luôn mọi người. Và thực sự ra thì nhìn nó rất là sợ mọi người. Mỗi lần mà xem những cái cảnh sạt lở như này, cả một những cái tảng đá nó to bự tổ chẳng như này nó đổ xuống thì mọi người biết rằng là người đi đường nó rất là nguy hiểm. Và có thấy một cái xe tải vào đây chưa anh? Xe chở hàng á? Cũng có đấy, còn mày còn mày xe thôi. À, vậy là người ta đi được thì mình đi được. Xe tải mà đi được thì xe mình bảy chỗ đi được. Anh ấy nói là còn rất là nhiều chỗ bị sạt lở này nha mọi người. Thì cái chặng đường là bữa nay là may là nắng á, chứ mà mưa thì chưa chắc là anh em đã đi đến nơi được nha mọi người. Đấy, đằng trước đây là sạt hết đây nữa này nè. Ngay là cái góc cua này là đường là nó hình chữ S nó nối đuôi nhau mọi người. Ô chà, trên này sạt không khác gì bên dưới đó mọi người. Sạt mạnh luôn. Máy múc về đây múc thông đường lại. Vẫn có cái khe để cho anh em chắc chạy xe được mọi người, coi núi non hùng hùng vĩ vĩ như này. Không? Đó, cái chặng đường vô được đến nơi là tôi nghĩ đâu là vô sớm, sợ vô đến tối rồi mới quay được cho mọi người đấy. Trong này là không có sóng nha mọi người, sợ trực tiếp không có được cho nên lực tàng phải quay lại những thước phim trên cái chặng đường đi để cho tất cả mọi người biết, tại vô đây là sóng không có mạng đâu. Có khi là không thể làm trực tiếp được những cái đoạn phim trực tiếp như trước đó cho mọi người xem. Mong rằng là vô đến cái nơi đó thì sẽ có trụ phát sóng. Đây. Cứ một cái nơi nó sạt lở là một cái vực thẳm như thế này mọi người. Đó. Mọi người thấy cái vực thẳm chưa? Sâu khoảng tầm cỡ mấy chục mét. Nếu như mà lao xuống thì chắc có khả năng là hơi phê mọi người. Trên đây là cứ núi, nước ở trên núi mọi người. Nước trên núi trên đó bắt đầu là nó đổ về thì đất đai với cây cối nó trôi này. Mình thấy khung cảnh tan hoang. Đó, trên đó đổ về đây. Nước đang chảy về đây mọi người. Đó, bắt đầu nó làm một cái lỗ nó chui qua cái đường này. Nó chảy xuống dưới đây. Mình thấy chưa? Chạy qua bên này. Đó. Sâu hăm hăm luôn. Xuống dưới kia là tầm cỡ sâu cả 100 mét đó mọi người ạ. Đây là xe của đoàn của lực tàng lên đây rồi mọi người ạ. May quá. Đến đây rồi. Xe lên đây là không biết là trên kia còn mấy chỗ nữa nha mọi người. Đất. Khung cảnh tan hoang. Giờ lực tàng ngừng lại để lực tàng lên xe lại nha mọi người, rồi bắt đầu đi tiếp, rồi còn có chỗ nào mà ấy là lực tàng lại quay tiếp cho mọi người nha. Nước trong khe chảy ra cũng rất là trong, vừa hết chân rồi.
xe hàng của đoàn là tàng đi trước đã lên đến đây rồi nha mọi người. Bây giờ là chia ra hai xe, tại vì hai khu vực. Bây giờ là chia ra một xe để chia ra hai nhóm để chia trao cho hai khu vực nha mọi người. Đó, hàng thì tất cả xe đầy rồi. Rồi bây giờ cái này là thế nào? Thôi cháu có nói đi đi không? Đấy đi bên đi được đi bên. Bên con nhiều mà. Bên đi con nhiều, tỉnh cứ vào vào đấy đi. Mới trái nước mắm thôi. Có người có cháu đâu không? Dạ không, đoàn phải có một người đi với cháu lên đấy chứ. Không đoàn thì có đấy. Không, đoàn là đi hết. Tức là ý này, cái khổ lương hồ không, không phân như đấy nào. Có cháu có ban bạc quá. Đoàn thì không kia đâu. Đoàn đi Bây giờ bên đi là đi chở xe đi, con mình đi chở xe tải nữa. À, rồi phải bác có một cửa, bác đi chặt cho mình tí, bác đợi. Giờ chia ra hai đội để đi. Mọi người thấy khung cảnh thơ mộng hữu tình chưa? Hành tá tràng chưa? Anh em đến đây cũng chưa ăn cơm. Thì bây giờ sẽ dừng lại để ăn cơm xong bắt đầu mới tiếp tục đi nha mọi người. Hiện tại bây giờ là 2 giờ chiều rồi. Sợ vô đó quay tối thì mọi người không thấy được. Ra kệ ra cho xe đi. Cái đoạn này là cái đoạn 22 người mất nè. Ở đâu? Lên chút nữa. Lên chút nữa đến luôn. Là lúc nữa mấy ông nào lên đó đó. À. Tí nữa Lực Tàng sẽ lên trên đó quay cái chỗ 22 người mất cho mọi người xem nha. Bữa nay mà đi nhóm mà đi mà lên đây mà gặp trời mưa nữa thì đúng là thôi rồi luôn mọi người. May mà nó nắng. Bánh mì với lại VN đi bên kia nha mọi người. Còn Lực Tàng với Thành Trung đi bên này. Với đoàn của mấy anh em ở đây người ta còn chỉ đường phụ trợ đi theo. Xe mình chạy theo chị đi. Rồi lại tiếp tục đi nha mọi người. Một khúc nữa thì lại đến cái khu sạt lở tiếp ở đây mọi người này. Nó giống y như lúc nãy luôn. Đi được cứ khoảng vài trăm mét rồi lại có một vụ sạt lở như thế này. Chị ơi, cung đường đi rất là nguy hiểm. Đây nha, xe cứu hộ này. Ôi trời, xe cứu hộ cũng dập đường á, mở đường cho dân đến ít trọng. Này mà đi trời mưa là đúng là rất là nguy hiểm chứ không phải đơn giản đâu. Mày đi trời nắng. Hôm nay đi quay nắng mặt trời. Hay đi là gặp may á nha. Mấy hôm mưa dầm mà mình đi cái là trời nắng. Xe cứu hộ bắt trời luôn. Khi hôm nay nữa là về ra Quảng Bình nha. Người ta cứu trợ kịp thời lắm chứ. Khả năng lên đây là sóng không có nha mọi người. Nên là Lực Tàng chỉ quay lại thôi chứ không phát trực tiếp được cho mọi người nhìn nha. Đây. Hòa dồn hết bùn đất sang một bên này, để lấy đường đi.
đi vô đến đây thì đã thấy được nhà dân rồi đây mọi người nè. Đấy. Xã rồi. Lâu lắm rồi mới thấy, đi từ sáng giờ mới thấy được nhà dân. Đồi núi chập trùng. Và cái nhà bên dưới đó thì đó, rất là dễ bị sạt lở vô đến nơi. Khu dân trại con đuôi. À đây là khu dân trại đấy chứ. Đồi cũng còn 337. Rồi, sạt kiểu này, u chà, nhà lấp hết dưới rồi kìa. Đây người ta trồng cây gì dưới cái cây giống như cây chè cái gì nhỉ? Hai là cao su, hai là cà phê. Cà phê à? Đất đỏ như này khả năng trồng cà phê được. Nắng thì bụi, mưa thì sạt lở. Dưới đây là có đoạn sạt lở nè mọi người. Đấy. Cái đoạn nào sạt lở là sẽ được rào lại. Đã thông được đường rồi. May, sạt nhưng mà đã thông rồi. Đoạn này thông để tiếp tế cho dân đi. Rồi, đó rồi. Sạt lở rất nguy hiểm. Chưa đi vô trong tới bản nha. Đi một. Đây người ta trồng cà phê rất nhiều rồi mọi người. Trong xe nó lắc. Bây giờ là xuống một cái vực rất là sâu nha mọi người. Đấy, đường mình đi là đi đường này nhưng thấy đường ở trên đầu mình ấy. Nên là rất là ngoằn nghèo đấy mọi người. Hai bên đường là đất đỏ ba gian cho nên là nó rất là dễ bị sạt lở nha mọi người. Rồi, thấy đẹp không? Giống y như khung cảnh ở bên Tây Bắc ấy, mà bữa nay em mang Filicam đi nha mọi người. Mang máy bay bay lên trời quay cho mọi người thì đừng có hỏi cái độ nét và độ sắc của nó nha mọi người. Cài thêm mấy bài nhạc Tây Bắc vô nữa thì mọi người chỉ có mà não lòng thôi nha mọi người. Bữa có một cái Filicam đẹp phải chú ha. Giờ lại lên rồi mà. Bữa cái đó đem đi cái đó quay mới sướng á. Đi đến tầm 2 cây nữa là được. Đẹp đi sướng. Đẹp lắm. Ừ. Em sẽ xanh cho tất cả đẹp mọi người không? Những cái vẻ đẹp hùng vĩ của núi non ở khu vực giáp Lào nha mọi người. Hướng Hóa Quảng Trị. Tí nữa qua mà thấy người Lào mà đang tắm dưới sông thì mọi người đừng có nhìn nha. Em cho vốn kính thôi. Mọi người nhắm mắt lại nha không? Khu vực ngoài rìa đường này thì người ta trồng cà phê rất là nhiều nha mọi người. Cà phê với lại cây gì đây ta? Mít à? Không, cà phê mít nha mọi người. Cà phê nó cao giống như cây mít, người ta kêu bằng cà phê mít ấy. Cà phê rất lạ. Đấy, cây cao chất vót. Đa phần người dân tộc ở trong đây, theo như anh dẫn đường thì anh nói rằng là người dân tộc Vân Kiều nha mọi người. Vân Kiều, Ba Cô. Đó mọi người. Ngoài đây thì chắc có khả năng là không ảnh hưởng của lụt bão nhiều. Dân cư có vườn tược như này thì chắc có khả năng kinh tế cũng khá giả mọi người. Cũng được. Bây giờ anh em bữa lực tàng là sẽ đi vào một cái khu thật sâu ở trong cái khu mà gọi như là đây. Quay cho mọi người thấy rõ hết mọi chi tiết nha. Cảnh đẹp lắm mọi người. Đẹp ghê. Trước mình đây là một đội thiện nguyện vô đây trao, nhưng mà không biết là làng mình vô đã đến chưa? Chắc là mình chắc là cũng tập trung ở đây đâu đó. Tập trung đây không? Có đó. Đâu phải ngoài ta để đóng cả anh hai. À, thì đang nói là quà của mình cũng hình như là cũng tập trung ở đây đó. Đây người khu vực này đấy. Để xuống coi như thế nào nha. Trước có một đoàn thiện nguyện vô đây mọi người. Người đồng bào dân tộc ở đây đây mọi người nè.
Sao đây hả anh? Sao vùng này hả? À, đây cũng có nhóm nào vô đây rồi? Nhà chùa hả?